thường được biết đến như một món ăn đặc trưng của miền Bắc. Theo thời gian, bánh đúc xuất hiện ở miền Trung và vào đến miền Nam. Bánh đúc đã thay đổi để trở thành một món ăn đặc sản của đồng bằng, mang đậm hương vị thôn quê. Cùng một món ăn, nhưng mỗi vùng lại có một hương vị khác nhau, đặc trưng cho nét văn hóa ẩm thực của từng vùng miền. Miền Bắc thịnh hành nhất món bánh đúc lạc chấm tương hoặc chan canh chua. Miền Trung nổi tiếng với bánh đúc chấm mắm nêm và bánh đúc hến. Ở miền Nam, bánh đúc lại mang một nét riêng của người miền Tây Nam Bộ. Có hai loại bánh đúc là bánh đúc lá dừa và bánh đúc mặn. Dù có hương vị đặc sắc riêng, nhưng cả hai đều mang đậm chất của đồng quê, chân chất, nhưng lại ngon hết sảy. Các món bánh này đều sử dụng những sản vật bình dị, có sẵn của vùng đất quê trù phú. Bánh đúc mặn có màu trắng, cái màu mà người dân dùng châu thổ vẫn hay gọi là trắng non mềm. Bột bánh thơm cộng với cái bánh béo ngậy từ nước cốt dừa và vị mặn của tôm thịt khiến món ăn ngon đến lạ. Món ăn này cũng không có gì đặc biệt ngoài việc làm nước chấm chua ngọt cho ngon. Bên cạnh đó, quan trọng vẫn là cách chế biến từ nước cốt dừa, mỡ hành, nhân làm từ tôm hoặc thịt băm, dương leo, rau thơm và một khay bánh đúc bột trắng tinh tươm. Muốn bột không bị mềm nhão, phải chọn gạo cũ ngon, ngâm vài giờ rồi xay thành bột, trộn bột với nước cốt dừa, thêm bột với đường muối cho vừa khẩu vị để sẵn ra thao. Riêng tôm và thịt thì phải còn tươi, rửa sạch, tôm lột vỏ, rút bỏ chỉ trên lưng, nặng gạch tôm để ra tô. Thịt thì bầm nhuyễn, cho khoảng 2 muỗng cà phê đường vào gạch tôm để rồi đánh tan. Dùng dao bầm đầu tôm lẫn thịt tôm cùng thịt nạc dăm để sẵn. Nấm mèo sau khi đã ngâm trong nước xong cũng được sắc nhỏ, sau đó cho vào xào chung với nhân. Khi đến củ sắn, lột vỏ rửa sạch, sắc sợi, bầm nhỏ. Hành tím, lột vỏ rửa sạch, bầm nhuyễn. Tàu nhân thịt heo ướp với 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 ít hạt nêm trong 5 phút, cho thịt và gia vị thấm vào nhau. Sau đó bỏ tôm, nếp vào xào chung. Hành lá bầm nhuyễn bỏ chung với nhân, rồi thêm 1 muỗng tiêu xay cho thơm. Cuối cùng là khâu hấp bánh. Trước khi đổ bột vào khuôn, phải thoa một lớp dầu ăn để khi bánh chín lấy ra không bị dính. Xếp khuôn nhôm vào sửng khi nước trong nồi sôi. Múc bột đổ vào cho đến khi khuôn gần đầy. Xúc hỗn hợp nhân đổ lên trên và hấp cho chín hẳn. Khi bánh đã nguội, lấy bánh ra, cắt miếng hình chữ nhật hoặc hình thoi. Có nơi chỉ hấp bánh cho chín chứ không cho nhân vào. Với loại bánh này, bà con thường ăn với heo quay hoặc tôm càng xanh nướng hay luộc. Với các món bánh đúc, người miền Tây thường ăn với nước chấm tỏi ớt chua ngọt. Cách làm nước mắm ăn với bánh đúc mặn: tỏi ớt băm nhuyễn, cà rốt thái sợi, cho 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 4 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh nước cốt chanh vào tô. Khuấy tan gia vị, cuối cùng cho tỏi, ớt, cà rốt vào là xong. Nhiều nơi nước mắm ăn với bánh đúc mặn, bà con chỉ cho thêm một chút đồ chua, ớt tươi băm và không cần cho tỏi băm. Để tăng hương vị cho món ăn, nên ăn kèm với dưa leo bằm, giá trụng, rau thơm và nếu thích có thể chan thêm vài muỗng nước cốt dừa đã thắng chín vào. Sau khi đã làm nước mắm chua ngọt, đến khâu cắt bánh. Bánh được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn cho vào dĩa. Cho nhân bánh lên trên, rồi rưới nước mắm đã làm vào và thưởng thức ngay món bánh đậm chất miền Nam vô cùng hấp dẫn. Vậy là chỉ cần một chút khéo léo, đảm đang, bạn đã chế biến được món bánh dân dã siêu ngon.
qua chiếc bánh đúc, có thể thấy ở ba miền đất nước hầu như vùng nào cũng có bánh đúc, nhưng tên gọi và cách chế biến đôi khi có chỗ khác nhau. Bằng chứng là có nhiều loại bánh đúc với nhiều tên gọi khác như bánh đúc lạc, bánh đúc bột năng, bánh đúc mặn, bánh đúc ngô, bánh đúc nộm, bánh đúc mỡ hành, bánh đúc nước cốt dừa, bánh đúc hến, bánh đúc rượu cua, vân vân. Mặc dù có nhiều tên gọi, nhưng so về độ cầu kỳ khi làm bánh thì miền Bắc ít nhất, bởi bánh đúc mặn miền Bắc có nhiều tiểu thuyết. Họ coi bánh đúc như một thứ ăn chơi, thơm thảo nên khó tính. Vì thế nên dù là món ăn đơn giản, nhưng lắm lúc cũng cần phải cầu kỳ một chút cho ra bài, ra bản. Do đó thỉnh thoảng có khách ghé chơi nhà, nhiều người vẫn tự làm bánh chiêu đãi, hoặc là chạy ra chợ sớm mua mấy khoanh bánh đúc, nhưng vẫn không quên lấy một bát tương con, điểm thêm vài lát ớt cho thêm tăng gia vị. Còn bánh đúc miền Nam thì dễ tính hơn nhiều, đơn giản là món ăn sáng hay ăn vặt buổi xế chiều đều được. Đôi khi còn thường dùng để được ăn kèm với bánh bèo, bột lọc. Nhưng bánh cũng không cầu kỳ là phải có nấm mèo, thường chỉ là tôm khô xào với củ sắn, cà rốt và ăn với nước mắm chua ngọt. Bên cạnh đó thì bánh đúc theo kiểu miền Tây sông nước còn có bánh đúc lá dứa màu xanh tươi và có vị ngọt. Do đó lúc nào bánh đúc ngọt cũng được ăn chung với nước cốt dừa béo ngậy. Nhiều quán còn cho thêm ít dừa nạo lên mặt, dừa thơm lại mát, thể hiện rõ đặc trưng vùng miền. Đây cũng là một nét thú vị của ẩm thực Việt Nam, khiến ai đã ăn một lần là nhớ, nhớ mãi không thôi. Ăn chiếc bánh đúc mặn của miền Tây mà nhớ sao cái dư vị thơm thảo dân dã của một vùng quê. Nhớ cái mùi khói lam chiều cứ bảng lảng bay, nhớ hình bóng của ngoại, của mẹ, của những tấm lòng thơm thảo vì chồng, vì con, vì sự ấm êm của gia đình đã làm ra một món ăn vô cùng hấp dẫn. Ai đã đi xa sẽ không sao quên được hình bóng của quê nhà.